Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đấu Giá Truyền Hình và được phát sóng vào khung giờ là 12:30 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Hoàng rất vui khi chúng ta lại được đồng hành cùng nhau trong xuyên suốt chương trình. Và các bạn thân mến, tối nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào trận chung kết với môn bóng đá nam ở SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam với cả đội tuyển U22 Indonesia. Và tất cả chúng ta hãy gửi những lời chúc thật là tốt đẹp nhất đến đội tuyển U22 Việt Nam nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào nhau một chút để khởi động trước khi bước vào những phiên đấu. Chào bạn Trang Thu, chào Hà Thị Loan, chào tất cả các bạn và các bạn thân mến. Các bạn đã online rồi thì hãy comment xuống phía dưới để Hoàng được biết nhé. Chúng ta hãy cùng điểm danh nào. Việt Nam vô địch nha mọi người, Việt Nam vô địch. Và các bạn đừng quên là ở trên fanpage của chương trình Đấu Giá Truyền Hình thì có mini game dự đoán kết quả trận đấu đang diễn ra tại fanpage. Và với giải thưởng là 5 thẻ cào điện thoại trị giá là 50.000 đồng cho 5 bạn khán giả dự đoán đúng và nhanh nhất đến với fanpage của Đấu Giá Truyền Hình thì chúng tôi sẽ trao thưởng cho tất cả mọi người. Và chúng ta cùng trổ tài dự đoán và nhận quà của chương trình. Trở lại với chương trình của chúng ta và đặc biệt là mini game thử thách IQ. Có lẽ là Hoàng phải phổ biến lại luật chơi để mọi người có thể biết đến. Đó chính là, đầu tiên thì chương trình sẽ đưa ra cho quý vị là tất cả có tổng cộng là 5 câu hỏi với dạng trắc nghiệm là A, B, C và D. Và trong thời gian 15 giây thì chúng ta sẽ phải đưa ra đáp án và mỗi đáp án đúng bằng với 100 điểm. Và top 3 người có tổng điểm ở 5 câu cao nhất và trả lời nhanh nhất sẽ nhận được giải thưởng của chương trình. Và giải thưởng ở đây rất giá trị, đó sẽ là người đạt giải nhất, trả lời nhanh nhất sẽ nhận được thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng. Người về giải nhì sẽ nhận được thẻ điện thoại 50.000 đồng. Và người về giải ba sẽ nhận được thẻ điện thoại trị giá là 20.000 đồng. Các bạn đã nhớ chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên của mini game thử thách IQ. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Rất hồi hộp để xem sẽ là lĩnh vực gì đây. Cửa hàng Toco Toco Bắc Giang nằm trên đường nào? Thành phố Bắc Giang. A. Hùng Vương. B. Hoàng Văn Thụ. C. Lê Lợi. Và D là Minh Khai. Có lẽ câu hỏi này quá dễ rồi bởi vì đầu chương trình Hoàng đã có nhắc tới địa điểm này rồi. 3, 2, 1, đã hết giờ cho câu đầu tiên này. Và đáp án của chương trình sẽ là... Bạn nào có trí nhớ tốt thì chắc chắn có thể trả lời được. B, chắc chắn rồi, Hoàng Văn Thụ là câu trả lời chính xác. Xin được chúc mừng chúng ta có 13 bạn khán giả trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2 của minigame thử thách IQ. Câu hỏi thứ 2 sẽ là... Đâu không phải chương trình khuyến mại đang được áp dụng tại The Pizza Company? A. Giảm 50% pizza thứ hai. B. Mua 1 tặng 1. C. Miễn phí giao hàng. Và D là mua bánh tặng nước. Chúng ta còn 3 giây. Cố lên và thật nhanh tay lên các bạn ơi. Đã hết giờ rồi và đáp án của các bạn là gì nào? Đáp án của các bạn là gì đây? Hết giờ rồi. Và xin mời đáp án của chương trình. D. Mua bánh tặng nước là đáp án cuối cùng của chương trình. Và xin được chúc mừng chúng ta có 8 vị khán giả trả lời đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 sẽ là gì? Cửa hàng King BBQ Minh Khai mới nhất tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông vào ngày A. mùng 7 tháng 12 năm 2019. B. mùng 8 tháng 12 năm 2019. C. mùng 9 tháng 12 năm 2019. Và D là mùng 10 tháng 12 năm 2019. Đã hết giờ và đáp án cuối cùng của chương trình sẽ là A hay là B hay là C hay là D đây mọi người ơi. Rất hồi hộp. Đáp án xin mời. A. Ngày mùng 7 tháng 12 năm 2019. Và xin được chúc mừng chúng ta đã có 3 bạn khán giả trả lời đúng ở câu hỏi số 3. Và rất nhanh thôi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 để xem câu hỏi số 4 sẽ là lĩnh vực gì. Hotline đặt hàng của The Pizza Company là A. 1900-5252. B. 1900-1234. C. 1900-6066. Và D là 1900-666. 4 con 6 liền. Và đã hết giờ rồi. Đáp án cuối cùng của chương trình sẽ là... Rất hồi hộp, rất là hồi hộp mọi người ạ. Đáp án sẽ là... Wow, có rất nhiều bạn. Rất nhiều bạn chọn đáp án C. Và đáp án C là đáp án chính xác. 1900-6066. Xin được chúc mừng chúng ta có 10 bạn khán giả trả lời đúng ở câu hỏi số 4. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi cuối cùng của mini game thử thách IQ. Xin mời câu hỏi số 5. Bộ Giao thông Vận tải chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không Bamboo Airways vào ngày nào? A. Ngày 10 tháng 9 năm 2018. B. Ngày 12 tháng 11 năm 2018. C. 15 tháng 11 năm 2018. Và D là 25 tháng 11 năm 2018.
đã hết giờ rồi và đáp án cuối cùng của chương trình sẽ là, các bạn hãy search thật là nhanh nhé, nếu như bạn nào không biết thì chúng ta có thể đoán bừa. Đáp án cuối cùng là B, ngày 12 tháng 11 năm 2018. Và xin được chúc mừng, chúng ta đã có tổng cộng là 6 bạn khán giả trả lời đúng. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ sẽ là thời khắc rất là hồi hộp và phải nói là giật gân khi mà chúng ta sẽ biết được 3 vị khán giả nhanh tay nhất và có EQ cao nhất. Xin được chúc mừng bạn Khương Thị với 500 điểm, trả lời đúng 5 câu ở 32,734 giây. Tiếp theo là Thái Ngọc Hiệp với 400 điểm ở 15,624 giây. Cuối cùng là Hoàng Nguyễn với 300 điểm ở 6,376 giây. Xin được chúc mừng 3 người chơi và 3 bạn hãy nhanh tay inbox cho fanpage của Đấu Giá Truyền Hình hoặc gọi ngay đến hotline của chúng tôi để có thể nhận giải.